Úi rồi, như này á? Để tôi ngồi như thế này. Hơn một gang tay, có tin được không? Lúc đầu tôi nghĩ chiếc xe này nó chỉ nhỏ xíu thôi. Thế mà ngồi vào đây này, duỗi cả chân ra như thế này cơ mà. không tin nổi đúng không? Xin chào tất cả mọi người, tôi đang có mặt tại nhà máy VinFast tại Cát Hải. Và hôm nay thật là vui và vinh dự vì là một trong những người đầu tiên được sờ được chạm chiếc VinFast xe điện E34. Chiếc xe này thì chúng ta đã nhìn khá nhiều ở trên internet, trên mạng các thứ vân vân và vân vân. Thì tôi cũng thế, khi mà mình nhìn ở trên mạng thì mình thấy ô, xe này nó hơi nhỏ. Nhưng mà không, ngày hôm nay tại đây ô, một chiếc crossover hạng C, nhìn nó trường xe, nó dài, nó rộng và nó đẹp hơn hẳn so với ảnh. Các bạn phải nhìn thật nhé, nếu mà nhìn ở trên ảnh nó sẽ không đẹp bằng. Tất cả những cái chi tiết đều rất là nuột nà và sắc nét. Đáng yêu thật. Tôi thì tôi thích chiếc màu bạc, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ chọn một chiếc màu trung tính là màu ghi để giới thiệu đến các bạn, và cũng là một chiếc mà đã để ở trên sân khấu cho nên là cũng dễ dàng. Rồi, chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ đi một vòng trước để xem chiếc xe này nó sẽ như thế nào. Cái xe này nó là một chiếc crossover cho nên là cái kiểu dáng nó khá là thanh thoát. Cái phần đầu thì nó không quá dài và nó hơi chúc xuống phía dưới. Vẫn cái cụm logo và cụm đèn định vị hình chữ V, hình cánh chim rất là đặc trưng. Và ban đầu ấy, tôi nhìn cái đèn, hệ thống đèn pha này này ở trên ảnh ấy, thì tôi thấy nó cũng chưa thực sự là ấn tượng lắm. Nhưng mà đúng là khi mà mình nhìn thực tế và mình sờ vào thì thấy ô, nó đẹp, nó đẹp. Projector này, đèn xi nhan các thứ ở đây này, nó đẹp thật. Và là một chiếc xe điện cho nên chúng ta sẽ không có cái mặt ca lăng kiểu là cái hút gió tản nhiệt nữa, mà thay vì ở đó nó kín thì nó lại rất là đẹp. Tôi cũng không biết là mô tả đẹp như thế nào, nhưng mà thực sự là ấn tượng. Ở dưới thì chúng ta có những cái khe cũng nổi khối 3D và cũng có những cái vân sáng bóng ở đây, rất là hay. Ở đây thì là một cái hệ thống radar và sắp tới thì sẽ phát triển thành những cái hệ thống mà hỗ trợ lái tự động. Thì chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Đây có camera ở phía trước này, hệ thống camera 360 độ đấy, cảm biến cam biết đầy đủ. Và cái cản trước nó cũng có một cái phần sơn màu bạc, nó tương phản, nhìn cũng rất là ấn tượng. Thông thường thì ở dưới nắp capo xe bình thường thì nó sẽ là một cái động cơ đúng không? Thì cái xe này nó sẽ không phải là động cơ. Thì tôi muốn mở cái nắp capo luôn cho các bạn xem. Đây nó là cái gì? Ở trong nó là cái gì? Tôi cũng tò mò không biết ở trong nó là cái gì luôn. Đâu rồi? Đây rồi. Đó, đấy. Thì bình thường thì đây là động cơ, nhưng động cơ đốt trong, nhưng xe này nó là động cơ điện cho nên các bạn thấy nó rất nhỏ đây. Đó, đây là motor điện ở phía dưới, dẫn động cầu trước, công suất chỉ có 140 mấy mã thôi, nhưng mà nó cũng rất là khỏe, mô men xoắn lên đến hơn 224 Nm, mô men xoắn cực đại. Ở đây thì chúng ta có một cái pin thông thường này, acquy thông thường này. Và cái này tôi nghĩ là cái bộ, tôi cũng không biết nữa, tôi không biết đây là bộ gì, nhưng có vẻ nó là một hộp để chia điện. Đó, đấy, cũng rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Chạy xe điện thì chúng ta sẽ có một cái rất hay là động cơ độ bền rất là cao. Gần như là mọi người nói là chả có cái gì hỏng ở cái động cơ này cả. Bảo trì bảo dưỡng rất là dễ. Đấy, kiểu như thế. Rồi sang đến phần thân xe đi thì cái ấn tượng luôn luôn với tôi đó là bộ mâm. Với một chiếc xe kiểu như thế này thì thực sự là tôi không kỳ vọng có một bộ mâm to và đẹp như thế này, nhưng mà VinFast đã trang bị cho chiếc E34 này bộ mâm lên đến hẳn 18 inch. Hẳn 18 inch, vâng thưa quý vị và các bạn. Mình cũng bất ngờ là tại sao một chiếc xe với kích thước như thế này lại được trang bị bộ mâm ngon lành như vậy và rất đẹp. Đó, lốp Continental. Đó, chúng ta có cái phần gương, có cả camera, rồi xi nhan ở đây đầy đủ. Chìa khóa thông minh nhé, đây, chìa khóa thông minh tôi cho các bạn xem. Đây, một chiếc chìa khóa tôi nghĩ là cũng rất là đẹp. Đó. Đấy, ok. Thì chúng ta cũng có thể mở cửa các thứ thoải mái bằng nút bấm ở đây, cảm biến, đấy. Có cả cảm biến điểm mù này, cảnh báo điểm mù này. Kính sau của chiếc E34 là kính màu đen nhá, tối màu luôn nhá. Cái nẹp ở đây cũng đẹp. Mình thích cái nẹp ở đây, nó làm cho cái phần xe nó khỏe khoắn hơn. Đấy. Sang đến phần đuôi xe, ban đầu tôi nhìn cái xe ở trên ảnh, sao tôi thấy bảo cái xe này nó nhỏ thế. Nó ra đến đây thấy ủi sao nó dài thế, nó to thế. Đó, phần đuôi rất đẹp nhá.
đó, đèn hậu này, và cũng kéo hình chữ V cánh chim cùng với một ngôn ngữ thiết kế như vậy, rất đẹp. Và chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ống xả ở đâu cả, bởi vì nó là một chiếc xe điện. Phần kính đằng sau cũng là kính màu đen luôn, rất ấn tượng. Cái xe này thì cái phần mở cốp chúng ta sẽ có ở đây. Đấy. Ở phần khúc C thì cốp nó sẽ không thực sự quá rộng đâu. Đây, tôi thì cũng không biết là cốp này được gọi là rộng hay là vừa hay là chật, tùy theo nhu cầu sử dụng thôi. Nhưng mà với tôi, một chiếc xe như thế này là hợp lý để đi hàng ngày trong phố. Ấy, đó. Đúng ạ. Cái xe này thì với cái mức sạc bình thường chạy tối đa được 285 cây. Nhưng mà có một cái sạc nhanh là chỉ 18 phút thôi là bạn có thể đi được 180 cây. 18 phút. Ví dụ như kiểu mình đi đâu đó, mình hết, xong mình ngồi uống một cốc cà phê chẳng hạn, thì đã đi được 180 cây rồi. Mà một cốc cà phê của anh em mình ngồi chắc cũng phải hết nửa tiếng, đúng không? Thì chiếc xe này đã sạc được như vậy. Đấy là một cái điểm mà tôi thấy nó cũng ấn tượng. Tiếp theo nữa là cái chế độ pin và thuê pin. Thì theo như nhà sản xuất vừa mới công bố lúc nãy xong, đó là hơn 600.000 cho một tháng cho cái quãng đường tối thiểu là 500 km, 600 bao nhiêu nghìn tôi cũng không nhớ chính xác, lát nữa tôi kiểm tra lại đó. Thì tôi thấy cái mức giá này nó quá hợp lý, nó quá hợp lý so với cái bản công bố trước là tối thiểu là phải đi 1.400 cây và cái giá tiền nó đắt hơn, đắt gấp đôi. Thì nay VinFast đã giảm xuống, có nghĩa là một tháng các bạn chỉ bỏ hơn 600.000 tiền xe chạy thôi. Còn nếu mà chạy quá thì sẽ tính thêm khoảng 1.300 mấy chục đồng đấy cho một cây số. Thì cái mức giá này tôi nghĩ quá vừa vặn, quá vừa vặn luôn. Rồi, anh em mình vào trong đi để xem nội thất nó có những gì nhá. Được của nó đấy, xin mời các bạn vào trong. Đây là nội thất của VinFast E34, một chiếc xe ô tô điện đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Wow! Có thể nói là mức độ hoàn thiện rất chuẩn, rất rất chuẩn. Từ vô lăng, màn hình, rồi đồng hồ công tơ mét cũng là màn hình luôn. Ô, đẹp của nó. Đẹp của nó đấy. Mình sẽ bật điều hòa cho nó to to một tí. Đó. Cái màn hình này tôi thấy nó nét và khá là nhạy đấy. Nhìn nó như kiểu một cái iPad đặt ở đây ấy nhỉ. Đó. Nút bấm thì chúng ta sẽ không có nhiều nút bấm như những cái xe bình thường đâu. Xe điện thì luôn luôn được tối giản những nút bấm. Và tất cả những tính năng đều được điều khiển trên màn hình hết. Và cái màn hình này là cái màn hình rất thông minh. Và có thể trò chuyện được với màn hình này. Họ gọi đây là trợ lý ảo VV. Và phải có rất nhiều câu lệnh. Có nghĩa là bạn hỏi thời tiết, hỏi thông tin, hỏi bạn muốn hỏi gì đều có cái đấy. Bởi vì nó kết hợp với một cái hệ thống eSIM của Mobifone để kết nối với Internet. Cho nên là khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta cần hỏi gì là hỏi được ngay. Rồi hỏi đổ xăng, hỏi sạc điện ở đâu với thứ. Thì nó là một cái trợ lý cực kỳ thông minh. Mà thậm chí là thực sự là bây giờ tôi vẫn chưa thể nhớ hết được cái tính năng này, bởi vì cũng đây là lần đầu tiên tôi được sờ và cũng chỉ có một ít thời gian thôi. Cho nên là hứa là video sau khi mà review chi tiết thì tôi sẽ trải nghiệm cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ có thêm cái gì ở đây, thì có cái nút vặn để vào số, tiến lùi rồi P các thứ đó, cổng sạc USB ở đây đó. Cái ghế này tôi thấy khá đẹp, cái ghế này thì đệm dày và kiểu dáng thể thao, thiết kế khá ổn đó, hợp lý nhờ. Được của nó đấy chứ, lúc đầu mình nhìn trên ảnh mình thấy nó cũng nhỏ nhỏ, thế mà ngồi lên được của nó rồi đó. Bây giờ anh em mình ra đằng sau để xem là nó có rộng thật hay không nhá. Ai chà, vẫn còn nhiều túi ni lông ở đây. Úi dồi, như này á, để tôi ngồi như thế này hơn một gang tay, có tin được không? Lúc đầu tôi nghĩ chiếc xe này nó chỉ nhỏ xíu thôi, thế mà ngồi vào đây này, duỗi cả chân ra như thế này cơ mà, không tin nổi đúng không?
Ở đây có một cửa gió điều hòa này. À, cái này thì cửa gió điều hòa hơi nhỏ. Thực ra nếu như mà có hai cái cửa gió điều hòa để chĩa sang hai bên thì tôi nghĩ là sẽ thú vị hơn. Nhưng tất nhiên với một cái size xe nó như kiểu như thế này thì tôi nghĩ là nó cũng không quá tệ. Nhưng mà phải trải nghiệm thì mình mới biết được, để xem nó có đủ lạnh hay không thì có lẽ là cần thêm thời gian. Chứ còn nếu mà để mình thích thì mình vẫn thích có hai cửa gió hai bên, cửa này hướng về mình, cửa này hướng về bên này, đúng không? Cũng hợp lý, nhưng mà nó quá rộng. Nhưng mà cái khoang đằng sau sao nó lại rộng thế nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ không có cái bệ tì tay ở đây. Nhưng mà chúng ta lại có thể ngồi ở đây. Các bạn nhìn thấy tôi ngồi ở đây không ạ? Nó vẫn rộng như thế này không? Rộng thật. Wow. Đó là chiếc VinFast E34, chiếc xe điện đầu tiên của VinFast sản xuất tại Việt Nam, một chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam luôn. Thực sự mà nói thì bản thân mình là người Việt Nam, mình cũng tự hào vì người Việt Nam ở Việt Nam sản xuất được một chiếc ô tô đã đành rồi, lại còn một chiếc ô tô điện, lại còn rất nhiều tính năng thông minh. Tự hào chứ, rất tự hào luôn. Các bạn hãy đi lại một vòng để xem chiếc xe này có ổn hay không nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo để chúng ta review chi tiết chiếc xe này. Bye bye. Đi lại một vòng đi, sẽ nhìn thấy nó rất đẹp đấy.